Các ví dụ này, các em chú ý ví dụ minh họa. Ví dụ đầu tiên này, đề bài này. Có bao nhiêu cách xếp khác nhau cho 6 người ngồi? Ngồi ở đây là ngồi vào 4 chỗ trên một bàn dài. Và đáp án của chúng ta là xuất hiện ở trong một trong 4 đáp án đề bài cho. Đáp A là 15, đáp B là 720, đáp C là 30 và đáp D là 360. Xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích này. Trên bàn dài chỉ có 4 chỗ thôi. Đúng chưa? Mà lại có tận 6 người. Vậy chúng ta xếp 6 người ngồi vào 4 chỗ được không? Đố các em xếp được, trừ khi chúng ta ngồi chồng lên nhau. Mà ngồi chồng lên thì đau chân lắm. Do đó chúng ta sẽ không xếp như vậy, đúng không? Vậy chúng ta sẽ lấy 4 người từ 6 người đó và chúng ta sắp xếp để 4 người ngồi vào 4 vị trí. Còn lại 2 người thôi đứng, hiểu chưa? Cho họ đứng. Họ đứng hay họ làm gì không quan tâm, có thể họ ngồi bệt bệt xuống đất kệ họ, hiểu chưa? Rõ ràng là chúng ta chỉ lấy 4 trong 6. Vậy thì ở đây bài toán này chúng ta đơn thuần áp dụng chỉnh hợp là sẽ ra. Được chưa? Vậy thầy sẽ có lời giải chi tiết như sau. Em chú ý lời giải chi tiết của thầy này. Thầy sẽ lấy này 4 người từ 6 người. Lấy xong thầy sẽ sắp xếp vào 4 chỗ trên bàn dài. Sắp xếp vào 4 chỗ trên cái bàn dài. Trên bàn ta được lấy và sắp xếp, nó sẽ là chỉnh hợp chập 4 của 6, đúng chưa? Chỉnh hợp chập 4 của 6, cái này các em sẽ, một là các em bấm máy tính, hai là chúng ta sẽ viết viết theo cái công thức mà chúng ta có số các chỉnh hợp ấy ở phần lý thuyết thầy đưa cho các em ấy. Cái này sẽ là 6 giai thừa chia cho 6 trừ 4, tất cả giai thừa là 2 giai thừa. Đó. Và kết quả của chúng ta ở đây sẽ là bằng 360 cách. Đến đây các em có thể kết luận. Vậy có 360 cách sắp xếp.